xin sống nửa đời về sau. Nửa đời về sau hãy học được cách trọng tình. Có đôi khi bị người khác hiểu lầm, ta đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng, thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Nửa đời về sau hãy học cách cúi mình. Bạn bất đồng ý kiến với con cái, nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, những điều này cũng không sao cả. Bạn có thể làm công việc nhà nào đó như lau nhà, giặt giũ. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ, và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận. Có khi do duyên, do nghiệp đã thôi thúc khiến mình đã chọn lựa và gắn bó với những gì mình đã chọn. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến cho cuộc sống thêm phức tạp. Sống đơn thuần thực ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Hãy biết cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, nhận ra niềm vui của vận động, cùng bạn bè vui vẻ chuyện trò. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Con người đến độ tuổi nào đó, tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Không quan trọng đời sống vật chất của ta dư dả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là ta đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững. Điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, thì cuộc sống của chúng ta sẽ luôn nặng nề phiền não. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh, đừng cố thỏa mãn những thèm muốn ăn uống. Vì thân thể phì nhiêu trong tuổi xế chiều thì ta sẽ đi đứng nặng nhọc biết bao nhiêu. Tuy nhiên, cũng không nên quá gò ép bản thân mình trong chuyện ăn uống. Thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống trong sự chừng mực, sẽ thấy tâm hồn và thể xác thanh cao hơn. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè, con cháu của mình, thậm chí với cả người xa lạ, ta cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Khi bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được dâng lên trong lòng chào chạc những niềm vui. Hãy sống cho tròn vẹn kiếp người, vui buồn thành bại cũng qua thôi. Xuân xôn xao lá chờ thu rụng, sống để thương cùng, sống thành. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huân hoan. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Tỉnh ngôn cho ngày mới.
Ông luôn sống hoài niệm về những gì trong quá khứ gọi là buông xả, không cuồng vọng với những gì còn nằm trong tương lai gọi là an trú, không vương vấn tâm tư với những người đã rời xa gọi là an nhiên, không khổ đau với những điều đã nỗ lực mà không đạt thành tựu gọi là tùy duyên, không quay quắt với những gì chưa có hay không có được gọi là thuần pháp, không xâm nhập vào đám đông để đánh mất mình gọi là thần trọng, không quên đời mình đang tồn tại qua từng hơi thở gọi là biết sống, không thốt ra những lời binh khí miệng lưỡi gọi là ái ngữ. Trước khi quyết định làm điều gì, nhận thấy rằng điều đó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình, cho người, ngày đó biết dừng tâm lại gọi là từ bi. Năm nghịch lý của con người thời nay: thế giới ảo thực hơn thế giới thực. Công nghệ đang ngày càng phát triển giúp chúng ta kết nối được nhiều người, thu hẹp những khoảng cách địa lý. Ngồi một chỗ, chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè khắp thế giới, kết nối mọi thông tin thông qua cái điện thoại bé xíu cầm trên tay. Vì có nhiều quan hệ quá, tiếp nhận nhiều thông tin quá, nên chúng ta không còn thời gian cho những mối quan hệ thật và đời sống thật nữa. Bữa cơm gia đình không còn ai ân cần hỏi han ai, mỗi người vừa ăn vừa cặm cụi với chiếc điện thoại của mình. Những cuộc gặp gỡ bạn bè cũng không ngoại lệ, mỗi người một góc mải mê với chiếc điện thoại, thỉnh thoảng ngước lên nhìn nhau gượng gạo cười lấy lệ, rồi lại cắm cúi vào cái điện thoại. Thế giới ảo đang hấp dẫn hơn thế giới thật mất rồi. Con người hiện đại ngày nay dường như đang không biết thế nào là đủ, vậy nên điều mà họ đánh mất cũng rất nhiều. Con người hiện đại ngày nay dường như đều bị cuốn vào công việc, kiếm tiền, mà vô tình đánh mất những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. Người nghèo sang hơn người giàu. Nhiều người ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao, nhưng mấy khi sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất. Hầu hết những gì họ gửi về nông thôn là những thứ đồ cũ không xài nữa, đã hư hỏng hoặc lỗi thời. Ngược lại, những người nghèo khó ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất. Chẳng phải dân nhà quê chơi sang hơn người thành phố sao? Kiếm tiền mua sức khỏe. Chúng ta muốn kiếm thật nhiều tiền, chúng ta muốn thật giàu có, vì thế luôn cố gắng làm việc thật nhiều, thật nhiều. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Tuần làm 40 giờ không đủ, tranh thủ làm thêm cuối tuần. Nhiều người thậm chí còn dùng đủ các loại thủ đoạn, mánh khóe để đạt được danh lợi cho mình. Hậu quả là thân tâm đều mệt mỏi rã rời, bệnh tật tìm đến. Cơ thể không một phút nghỉ ngơi, khiến mắt mờ, chân run, đầu óc mụ mị, lục phủ ngũ tạng rệu rã, phải vào ra bệnh viện. Lúc đó, bao nhiêu tiền do làm lụng vất vả mới có, đều đưa hết cho thầy thuốc để mua sức khỏe. Nhưng liệu có mua được không? Nhà hơn là tổ ấm. Nhiều người có tâm lý an cư lạc nghiệp nên luôn muốn sở hữu một căn nhà, chẳng phấn đấu kiếm tiền thủ cho được ngôi nhà mơ ước. Có người vay nợ để mua cho được căn nhà, rồi ráng làm lụng kiếm tiền trả dần. Có nhà rồi, chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian ở ngoài đường để kiếm tiền, chứ không phải ở nhà. Chúng ta tiếp tục ra đường, chạy bừa vất vả ngoài đường để có thể đổi nhà khác to hơn, mua sắm cho nhà nhiều vật dụng tiện nghi hơn. Lẽ nào chúng ta cần một căn nhà hơn là một tổ ấm? Liệu bạn có đang rơi vào nghịch lý nào trong số năm nghịch lý của con người thời nay? Niềm an vui vốn dĩ từ nội tâm yên bình. Khi lòng đầy hoan hỷ, thế giới này đẹp xinh. Cảm nhận hạnh phúc từ những điều nho nhỏ.
Hạnh phúc không ở chỗ bạn làm chức vụ gì, mà là cho dù bất cứ nơi đâu, mọi người đều tỏ ra yêu mến và trân quý bạn. Hạnh phúc không ở chỗ bạn tích góp được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày bạn có làm được những việc mình thích hay không. Hạnh phúc không ở chỗ vợ của bạn xinh đẹp thế nào, chồng của bạn thành công ra sao, mà là nụ cười trên môi người bạn đời của bạn tươi tắn thế nào. Hạnh phúc không ở chỗ nhà của bạn rộng lớn bao nhiêu, mà là trong nhà bạn có bao nhiêu tiếng cười. Hạnh phúc không ở chỗ bạn lái chiếc xe sang trọng thế nào, mà là bạn biết giữ tay lái an toàn để về nhà bình an. Hạnh phúc không ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, mà là ít có tai ương bệnh tật. Hạnh phúc không ở chỗ những tràng pháo tay nhiệt liệt lúc bạn thành công, mà là lúc bạn cảm thấy chán nản nhất vẫn có người nói với bạn rằng: này bạn ơi, hãy cố lên. Hạnh phúc không ở chỗ bạn từng nghe bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt, mà là lúc bạn đau buồn rơi nước mắt có người nói với bạn rằng: không sao cả, có mình ở bên bạn nè. Hạnh phúc không hẳn là mỗi ngày bạn đến chùa tìm kiếm sự bình an, mà là ngay giữa đời sống huyên náo này bạn vẫn xây được một ngôi chùa yên tĩnh trong chính tâm hồn mình. Hạnh phúc do mình biết cách, chuyện lớn biến thành nhỏ nhoi, chuyện nhỏ nhìn như mây khói, lòng ta biển rộng bên đời. Nhận biết khổ vui, để cái vui ta thường hay ôm giữ trong vòng tay thế giới của riêng mình. Niềm vui đó đâu thể nào lan tỏa đến chân trời, đến khắp cả muôn sinh. Mọi cái khổ ta vẫn thường xua đuổi, đuổi không đi, khổ dội lại nơi lòng. Khổ dồn nên tháng ngày ta cằn cội, ta trách đời sao thiếu vắng cảm thông. Buồn san sẻ hồn vui cơn giông bão, vui sớt chia vui vỗ cánh ngàn phương. Lòng thêm khổ vì ta nuôi phiền não, đời yên bình thì sống biết yêu thương. Niềm vui đó vốn bao la trời đất, nỗi buồn kia dường bể cả trùng khê. Hãy đón nhận niềm vui không bám víu và buồn kia hiện hữu mặt lông trên. Đời có cả mật ngọt và mật đắng, có những ngày mưa nắng hẹn hò nhau. Hồn như núi soi xuống dòng tĩnh lặng, trong an nhiên tuyền lướt giữa vui sầu. Tôi sợ nhiều bóng tối cõi lòng tôi, dành lại mất tôi xem rằng chưa mất. Mất lương tri là mất đã nhiều rồi. Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất, ghét chính là đánh mất sự bình yên. Nếu không thương, tôi không ghét, không phiền. Có thương, ghét, hồn nhiên như trẻ nhỏ. Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật, biết nhìn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau. Yêu trói buộc, làm người kia chật vật. Hạnh phúc song hành, chiếc bóng khổ đau. Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất, thưa, chính là những trở ngại chướng duyên. Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo, sớm quay về nẻo đạo biết nhu khiêm. Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng, đó chính là mơ mộng đổi thay đời. Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng, thay cái nhìn thế giới đẹp tinh khôi. Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng, ước mong mình mở rộng khỏi lòng thương. Hãy tôi lên, đất trời thu nhỏ lại, tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương. Những điều tâm đắc tôi học được từ cuộc sống, tôi đã được học rằng, thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng không có nghĩa là có quyền được.
Tôi đã được học rằng nếu bạn không làm chủ cảm xúc của mình thì nó sẽ điều khiển bạn. Tôi đã được học rằng để xây dựng lòng tin phải mất đến hàng năm, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại nó. Tôi đã được học rằng bạn không thể làm mọi người yêu bạn. Tất cả những điều mà bạn có thể làm là trở thành một người mà người khác có thể yêu được. Phần còn lại là tùy thuộc vào người kia. Tôi đã được học rằng đừng bao giờ đến những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đến bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống. Tôi đã được học rằng tình bạn thật sự sẽ vẫn tiếp tục phát triển bất chấp khoảng cách. Tình yêu thật sự cũng như vậy. Tôi đã được học rằng muốn sống hạnh phúc thì hãy tha thứ. Biết cách tha thứ cho người khác thôi vẫn là chưa đủ. Bạn cần biết cách tha thứ cho bản thân. Trong các điều trên, điều đầu tiên là điều mà tôi tâm đắc nhất. Thỉnh thoảng ta có quyền được giận dữ, nhưng điều đó không có nghĩa là ta có quyền được độc ác. Nhiều khi trong cuộc sống, tôi bị người khác làm cho bực tức. Đã không ít lần tôi định tìm cách trả đũa cho bỏ tức, nhưng thật ra làm thế chỉ khiến tôi thêm xấu xa mà thôi. Cái gì cho qua được cứ cho qua, giận rồi cũng nguôi. Mối quan hệ thâm tình và sự thanh thản trong tâm hồn mình mới là những điều quan trọng. Trước khi định nói điều gì, ta nên học hành nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ thích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Những bài học cuộc đời dạy ta. Ngày bạn đều dạy cho ta biết rằng thất bại nhiều mới biết sự đáng quý của kinh nghiệm, thành công nhiều mới biết được sự đáng quý của dũng tâm, mâu thuẫn nhiều mới biết sự đáng quý của bao dung, trải tài dài mắt nhiều mới biết sự đáng quý của lòng độ lượng, gặp gỡ nhiều hạng người mới biết sự đáng quý của tình bạn, va vấp nhiều mới biết được sự đáng quý của khiêm cung, dối gian nhiều mới biết sự đáng quý của chân thành, danh lợi nhiều mới biết sự đáng quý của xem nhẹ, xã giao nhiều mới biết sự đáng quý của thanh tịnh, ràng buộc nhiều mới biết sự đáng quý của tự do, khổ đau nhiều mới biết sự đáng quý của an vui giải thoát. Mỗi ngày ta nên học cách quên đi những chuyện làm mình không vui, học cách rời xa những rủ rê làm cho mình trở nên hèn mọn. Chỉ cần vẫn có ngày mai thì mọi thứ vẫn là có thể. Kiếp người có bao lâu, ta hãy tạ ơn vì mình đang được sống, đang được cảm nhận những hoa thơm trái ngọt của cuộc đời này. Cho dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có khi ta mềm yếu. Một lời lân mẫn trao nhau, vực dậy niềm tin kỳ diệu. Sẽ có lúc hồn vắng thiếu, dù ngồi trên đỉnh thành công. Hạnh phúc là thương là hiểu, nên cần chia sẻ cảm thông. Chợt nhận ra, không kể bạn đã gặp phải ai, người đó đều sẽ phải xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Mọi chuyện tuyệt đối không hề ngẫu nhiên. Người đó đến và sẽ mang cho bạn một bài học, một cảm nhận, một dấu ấn. Thường đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Người khi đến đường cùng tự khắc sẽ có một lối đi mở ra. Cũng như vậy, bất kể phải đi đến đâu thì đó cũng chính là nơi ta cần phải tới. Vậy hãy trải nghiệm những gì cần phải trải nghiệm, hãy gặp những người nên gặp. Cây tùng cây bách chốn thâm u, nào cần người thăm hỏi mà quanh năm vẫn tươi xanh màu lá. Cây mai giữa sương tuyết gió rét không cần bè bạn, những đơm hoa đúng dịp xuân về. Ai cũng phải tự mình vượt qua một khoảng thời gian không có ai giúp đỡ, không người ủng hộ hay ân cần hỏi han. Nhưng chỉ có như vậy, người ta mới có thể kiên cường vượt qua dòng tố. Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình.
thản nhiên với hết thảy, xem mọi chuyện như khói mây, rồi bạn sẽ nhận ra rằng đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng lại hòa mình vào cát bụi. Lý tưởng đôi lúc giống như một ngọn đèn thắp lên rồi vụt tắt, tình cảm giống như một cơn mưa mưa xuống rồi cũng khô đi, bạn bè chính như một tầng mây tụ hội rồi lại tan đi mất, buồn khổ chính là một vò rượu uống say rồi cũng tỉnh, cô đơn chính là một vì sao sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt, lẻ loi tựa như một phần trăng một lên rồi lại lặng. Cái tuổi trăm năm cũng như chất mòn, mệt mỏi vất vả trăm năm rồi cũng đến lúc phải ngủ quên thôi. Ngày về khép lại nhân gian, chỉ còn phước nghiệp cưu mang bên đời. Ngày chân, ngày lời, ngày tình, chợt thành một nước bình thường trôi xa. Một khi hơi thở nhạt nhòa, còn trao để lại, ấy là tình. Hãy chấp nhận sự thật tình. Trong chúng ta có cả buồn lẫn say, có cả ác quỷ lẫn thiên thần. Đừng khước từ ác quỷ, cũng đừng tự tuyệt thiên thần. Trong chúng ta có cả đen lẫn trắng, đừng khước từ đen để chạy theo trắng. Bởi đen là sự tô điểm cho trắng, bởi buồn là dưỡng chất cho say. Nghĩa là anh đừng bao giờ khước từ những yếu kém hay lỗi lầm trong quá khứ, bởi sẽ không có sự tiến bộ và hoàn thiện nào đến từ sự trốn chạy và chối bỏ quá khứ. Mọi thứ đến với mọi người đều có ý nghĩa riêng, đều là món quà cho sự trưởng thành và hoàn thiện. Thế nên hãy đón nhận tất cả với lòng biết ơn và trân trọng, và rồi hãy sử dụng sức mạnh chuyển hóa bản thân để nghiền nát toàn bộ rác rưởi trở thành dưỡng chất nuôi cây, để cây ra hoa thơm tháng nọ. Sau đó bạn hãy tự mình nếm lấy vị ngọt của niềm hạnh phúc vui sướng rộn ràng trong lòng. Thế nhé, biết cho đi sẽ mãi còn, nắm chặt lại mắt người khôn nhớ dừng. Một chút thì được, làm người tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền. Làm người lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Vì cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút để không làm loài tầm gửi đeo bám xã hội. Làm người tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàng, đừng để giả tâm biến mình thành ác quỷ. Làm người thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời ngốc nghếch cả. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, đó chính là bạn. Làm người khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, ta cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn kia. Làm người thờ phạo một chút để hạnh phúc hơn là thông minh quá, rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân. Làm người ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Thờ phạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười cho qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình phản đạt. Làm người ngốc nghếch một chút không đi so đo với người khác
thì cuộc sống càng tự tại. Làm người nhóc nhét một chút thực ra vẫn tốt hơn, quá tính toán sẽ làm mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc nghếch không ngại nhượng bộ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc nghếch không ngại khen ngợi vài câu. Với những người thích a dua nịnh hót, người ngốc nghếch sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy, mà là không muốn nói ra. Người ngốc nghếch thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác. Hạnh phúc thì thực rất giản đơn, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông theo người khác. Làm người ngốc một chút thì thực cũng không có gì là thiệt thòi. Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc. Không tính toán chi li với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ. Không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, ngốc nghếch, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió tỏa về muôn vàn hướng, sống như lạc không cố chấp yêu thương.